Dạ không. Con có nghe không? Dạ nghe. Sao cô không thấy hình con? Con mở cam con có thấy cái chỗ mà chữ video không? Con mở lên xem. À ok. Hello con. Hello, What's Miss. your name? My name Evie. My name is Miss Trang. Okay. How I'm 10 years old. old are you? Okay, and where do you live? Where do I live in Đức Hòa Thao. Okay. Which province are you in? Do you know the word province? No. Can you see the board I share with you? Con nhìn thấy cái màn hình của xe với con. Can you see it? Yes. Okay. This one. Now, this way. Here. You have the word province. Please wait for a while. Okay, here. You have this word. Province. Province nó có nghĩa là tỉnh thành đó. Okay, I live in Ho Yeah. Chi Minh City and how about you? Which is your province? Where do you live? I live in. Đức Hòa, is that right? Đức Hòa. Yeah. It mean Long An province, is that right? Long An. Yeah. And Yes. which grade are you in? Which grade are you in? Which grade? You in grade 5 or grade 4? Grade 4. Grade 4. So you ask me I'm in. I'm in grade 4. Okay. I'm in grade 4. And what is the name of your school? The name of your school. Name of your school. Con có tên của trường con đó. The name of your school. Võ Văn Ngân. Yes, so you are in or I study. You can see I study at. Do you know study? Study. Yes. I study at Võ Văn Ngân, is that right? Võ Văn Yes. Ngân School. Okay, how many members are there in your family? How many people are there in your family? There are four people in my family. Okay. Which are they? Who are they? Yes. Now, I ask you, who are they? Who are they? Ai nè? Con sẽ có ai? They are my Daddy. daddy, one. Mommy. Mommy, Sita. your sister, your older Yeah. sister or your younger sister? Older, con sẽ có là older. Do you know older? Older sister. Yes. She is your older sister. Yes. Okay, and how old is she? How old is your sister? See. Fourteen. 14. Okay. And how old are you?
How are you? I ask you, how old are you? Là hỏi con cái gì nè? Con bao nhiêu tuổi đó? Tám. I'm 10 years old. I'm 10 years old. Okay. Now, another question for you. And what do you like? What do you like? Or another? I ask another. What is your hobby? Do you know hobby? Yes. What is your hobby? Wait. Sở thích. Yes, that's right. What is your hobby? My hobby is, or my hobbies are. My hobby is sleep. Is sleeping? Yes. Okay, and what else? Còn gì nữa không con? What else? No, okay. How about play with your friends? Do you like playing with your friends? Con có từ playing with your friends nghĩa là gì nào? Playing with your friends. With my friends. Chơi với bạn. Con có thích chơi với bạn Yes. không? Okay. And what do you do? What do you do when you have free time? Không có từ free time. Con có hiểu từ này không? Free time tức là thời gian rảnh rỗi đó. What do you do Yes. when you have free time? I drawing. I do draw. I, ta sẽ trả lời sao? When I have When I have free time. I often, con dùng thêm từ often, tôi thường á. I often draw. And what else? Vẽ cái gì nữa nè? Often draw. No. Okay, do you like watching TV? No. Okay. That's all. Do you have any questions for me? Con có câu hỏi gì cho cô không nè? How old are you? How old are you? I'm 37. 37 years old. Okay. And what else? Anything else? Oh, that's all? No. Okay. Thank you for your sharing, Vic. Cảm ơn con nha. Rồi bây giờ cô với con sẽ học, mình sẽ học bài đầu tiên ha. Thì cho để mà bắt đầu á, thì ví dụ giống như trong mỗi buổi học á, thì thường cô sẽ không có để cho con phải viết bài. Nhưng mà có những cái nào mà con cần phải viết lại á, thì cô sẽ gửi ở trong cái group á, ha. Trong cái group Yes. đó, sau giờ học thì con cứ xem đó, hay là con có Zalo riêng không? Hay là con sẵn Yes. với mẹ à đó, thì để mẹ add con vô, hình như cô chưa có thấy con ở trong group phải không, Yes. thì con sẽ nói, con nói mẹ add vô rồi con có thể con mở lên con viết những cái mà cô nốt lại đó, cô nốt với con á là hôm đó cái gì con cần lưu ý á, thì con viết lại ha, còn ở trong Yes. đó thì con cần ha, được không nào? Rồi trong buổi học chỗ nào không hiểu thì con hỏi cô nhé. Chỗ nào Yes. cô dạy nhanh quá thì con nói cô giảng chậm lại để con hiểu ha. Ok. Yes. Any questions? Còn có câu hỏi gì không nào? No. Ok. Now, we start our first lesson. I share with you it. Please wait for a while. I say it now. Okay, this one. You need number one. Can you hear me clearly? Con nghe cô nói rõ không? Yes. Okay.
Con học qua iPad hả con? Con đang học iPad hay là học bằng gì? No. Con đang học gì? Laptop hả? Laptop? Yeah. Ok. Yes. This way, verify. I share the screen. Rồi, bây giờ cô sẽ share bài với con nhé. Con xem thì con có thấy màn hình không? Con không thấy thì con nói cô ha. Here, this con nhìn thấy ở trên màn hình con đang thấy con thấy gì không vậy Vy? Yes. Con nhìn thấy gì nào con nói cho cô xem. Fun farmovers. Okay, that's right, and can you see unicorn watchers? Okay, is it right? We moving. Okay. This is our lesson for today. Watchers. À, con sẽ có cái cụm này. Nó sẽ nghĩa là gì ta? À, sao cô không có nhìn thấy cái hình của con ở đây? Now, let me try it. And down here. Okay. Now, we have watchers. What does this mean? Sorry, please. Watchers. I don't Con sẽ có cái cụm này ha. Hãy nhìn chúng tôi nè. Hãy nhìn chúng tôi nè. know. We moving. Con sẽ có cái chữ này. Nó là viết tắt của cái chữ mà we are đó ha. Nhưng mà ở đây Yeah. mình có một chữ không, nó viết tắt ở ngay chỗ này thì con sẽ đọc là where hoặc là where moving. Ok. Now, read with me. Watchers. Con sẽ có từ watch con nối vào watchers. Let's Yes. try. Watchers. We're moving. Let's try. Con thử đi nào. Watches. Okay. Where Where move? moving? Moving. What does it mean? Be moving. Từ này nghĩa gì con? I don't know. À, moving. Con sẽ có. Oh, what happened? I don't happen with this. À, con sẽ có từ move. Here, you have move. Oh, sao nó lại bị đen như vậy, đen như vậy? Con đợi cô xíu, cô xe lại xem. Yes. Cô xe nó bị phải. À, is it okay? À, con sẽ có từ move here. Move. Con sẽ có từ Yeah. move là di chuyển, con ha. Di chuyển. Thì khi con Yeah. thêm moving này. Và đây, ở đây con sẽ có là moving. Moving, nó sẽ có nghĩa là đang di chuyển. À, hãy nhìn xem nè, chúng tôi đang di chuyển đó. Ok. Yeah. Ok. Now we continue with. À, rồi cái phần từ vựng á, cô sẽ gửi cho con sau mỗi buổi học á, ở trong group luôn nhé Vy. Và con nhớ học từ cho cô nha. Yes. Okay. Now, we move here. The first part of our lesson is the vocabulary. Now, what does it mean, vocabulary? Con biết nghĩa từ này không nè? Yes. What does it mean? Từ vựng. Yes, that's right. And you have some words here. Hop. Now, the first one, hop. Read with me. What does it mean? Can you guess the meaning? Con nhìn vào cái hình này này thì con nghĩ cái hành động này nghĩa là gì ta? Hop.
Nhảy. nhảy à, nhảy lên à. Con còn có một từ nữa là từ gì ta? Jump. Jump. Ok, cái từ jump con có thể là nhảy cao lên. Còn cái này không, con sẽ thấy thường á là như cái con thỏ đó thì người ta sẽ dùng cái từ hop này. Ok, nhảy Yeah. ngắn lên thôi thì sẽ gọi là hop. The second we have here, skate. Now, this. Now, skate. Skate. What does it mean? Look at the picture and let me know the meaning. Con nghĩ xem từ này nghĩa gì nào. Trượt. À, trượt đúng không? Trượt, trượt băng hay trượt ván gì đó ha. Okay. And how about this? Let me see. Number three, you have ski. Skip. Now, ski. Skip. Skip. Okay, what does it mean in Vietnamese? Nhảy dây. Nhảy dây, okay. Skip. Skip. Now, next, Abby. This word is easy. Walk. Now, walk. Walk. Okay, the next word. Jump. Jump. Walk. You have Jump. jump. Okay, là con có nhảy nó cao hơn từ hop nè. And this Yeah. word. Dance. Jump. And Dance. 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 What does it mean, baby? What does it mean? Nhảy múa. À, nhảy múa, nhảy hay múa con ha. Okay. Yes. Now next. Oh, a lot of work for today. You have next. Run. Run. This one, Run. run. Okay. And Run. the next, Roller skate. roller skate. Roller skate. What does it mean? I don't know. Con sẽ có xem cái này gọi là gì, cái gì ta, cái giày trượt ha, giày trượt. Con có cái này không? Do you have this? Do you have roller skate? No. Okay. And this word. Skate. And you have the Roller word. skate. I skate. Ice skate. I skate. Con sẽ có là trượt băng ở đây nè. Cái này Yeah. mà nó à Vi sẽ thấy ở đây nè con, nó có chữ ở đây á, cái chữ vi chỗ này nè, chữ vờ chỗ này ha, nó là động từ con nhé. Ở đây nè, ví dụ ở đây con sẽ thấy những cái từ phía trước nó toàn là chữ v, ở đây nó viết tắt của chữ gì? Do you know that? Verb. The verb. Yes, that's right. Con sẽ có là verb. And how about this? And how about this word? And the word and here. That is the short form of. Đó là dạng viết Run. tắt. Con sẽ có dạng viết tắt của chữ gì nào? I don't Ok, con sẽ có là chữ now á. Với... Yes. Now, what does it mean Bây now? Danh từ. Có nghĩa là danh từ. Còn từ now này nè con. Now, now này mới là bây giờ. Ok. Yeah. Thì danh từ con sẽ có roller skate. À, nếu mà nó là danh từ á, thì nó là đôi giày trượt hay là sự. Yeah. Cái việc trượt patin á. Nhưng mà khi nó động từ thì nó có nghĩa là trượt con nhé. Ok. Ha. Yes. Và cái từ này cũng vậy. Con sẽ có ice skate here. Roller À, ice skate. Thì con sẽ có danh từ là cái giày trượt băng. Cái giày trượt này nó khác cái này ở cái gì? Cái này nè skate. Vy. Okay. Yes. Nói đi, con nói đi nào. Skate. À, thì là sẽ có con thấy cái điểm khác nhau của hai cái này là gì? Yes. Khác nhau gì nào? Con nói cho con nghe xem. Khác nhau cái phần ở dưới. Đúng rồi, cái này nè là nó có một cái mà nó bén, nó giống như cái dao á thì nó mới găm được vô trong cái mặt bạn, con hiểu không? Còn cái này nè là mình chỉ trượt trên cái mặt bạn thôi, con hiểu không? Còn cái này mình phải mặt băng thì mới được. Ok. Skate. Now, next here again, you read all of these words once more time.
Nào, bây giờ con đọc lại những cái từ này một lần nữa nhé. Now, one by one, please. Now. Hop. What? Okay. Skate. Get. Skip. Okay. Now, next. This one. Walk. Okay. Jump. Jump. And. Dance. Dance. Now, remember S at the end of this word. Con nhớ cái âm S ở cuối được con nhé. Con đừng có đọc, quên cái âm dance. Now, dance. Dance. Okay. And now next, please. Run. 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 Roller skate. Okay. And the last word. I Escape. skate. Okay, good job. Now, con mỗi buổi học có cái này này, học mình học bằng Zoom á, nó cứ hết 30 phút á, là mình phải out ra một lần rồi xong. Bây giờ mình out ra rồi con vào lại cái link lúc đầu dùm cô nhé. Yes. Ok, thank you. Bây giờ con phát rồi mình vào lại mình học tiếp ha. Yes. Ok.